Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đến cái việc đó là phía Bộ Giao thông đó hiện nay họ đang đặt cái câu hỏi là tại sao 10 lãnh đạo cấp cao ở trong cái công ty Amtrak lại nhận về một cái mức lương trung bình là 200.000 có người nhận tiền lương một năm đó là có khoảng 200-300 ngàn thôi, nhưng mà nhận thêm 300-mấy chục ngàn nữa là tổng cộng 600-700 ngàn tiền thưởng vào năm 2021, trong khi mà report của năm 2021 gửi về Bộ Giao thông đó lỗ sặc máu thôi quý vị, 1.3 tỷ lận. Thì bây giờ đó cái như chúng tôi thưa là cái tờ New York Times đó, mỗi một năm họ đều lấy cái số liệu về cái mức lương thưởng họ công bố để cho người dân thấy được là tiền thuế của mình từ Bộ Giao thông chính phủ đưa xuống cung cấp cho cái công ty này đó nó đi về đâu. Thì có một cái điểm khác biệt như quý vị thấy là năm 2016, 2017, 2018 đó, những người này nhận cái mức lương thưởng rất là ít, chỉ có mấy chục ngàn thôi, cái người nhận được nhiều nhất là cả 100 ngàn. Và năm 2021 lại nhận tăng đến 70-80% cái mức lương bình thường một năm. Thì cái điểm khác biệt ở đâu? Đó là năm 2021, quý vị cũng biết là ông Biden lên làm tổng thống, và đặc biệt là ông đã cố gắng thông qua cái đạo luật về hạ tầng cơ sở cung cấp ngân sách. Thì ngân sách của ông đổ về cho cái công ty này đây, thì công ty này nhận được, cái đám lãnh đạo này nhận cái mức lương như vậy là không có cái việc là không phải là cái điều mà khó hiểu. Tuy nhiên người dân cần có cái quyền được biết đó là chính phủ mặc dù có ý tốt muốn cải thiện hạ tầng cơ sở, nhưng mà cũng phải xem là cái tiền thuế của người dân đó đi về đâu và được chi ra có phải hợp lý hay không. Đặc biệt cái công ty Amtrak này đó trong suốt 30 năm qua lỗ 25 tỷ coi như là trung bình, lỗ cứ cách mỗi năm là lỗ mà chính phủ cứ phải trả tiền để mà nuôi cái đám lãnh đạo này. Trong khi đó, liên quan đến chuyện bầu cử trên trang mạng 538.com, trang mạng này chuyên môn nghiên cứu về thăm dò cử tri của hai đảng và kể cả độc lập nữa, thì đây là công bố mới nhất đưa ra ngày hôm nay. Đảng Cộng Hòa có khả năng chiếm luôn Thượng viện. Họ nói cái chuyện mà chiếm Hạ viện là bây giờ xem như gần như chắc chắn rồi. Còn vấn đề Thượng viện thì trước đó, cách đây một vài tháng thì chúng ta nghe nói dù sao thì Đảng Dân Chủ cũng sẽ giữ được Thượng viện. Bởi vì nhìn qua các cuộc thăm dò, họ chỉ chú ý đến ba tiểu bang lớn nhất hiện nay liên quan đến cái ghế tranh cử Thượng viện đó là Pennsylvania, Georgia và Arizona, thưa quý vị. Arizona, ông Kelly tức là cựu phi hành gia đó, rồi Fetterman ở Pennsylvania và Warnock, thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân Chủ, đụng độ với cái tay mà dính líu đến cái vụ phá thai người phụ nữ đó. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa hiện nay đó, họ nói đây là một cái làn sóng đỏ, cho nên họ bất kể cái chuyện trong quá khứ, họ nói rằng chủ trương của họ vẫn làm sao lấy được Hạ viện và Thượng viện. Vì thế cái chuyện mà nói láo hay là trong quá khứ cái chuyện đó chuyện nhỏ. Vấn đề chính hiện nay là 538, cuộc thăm dò trong năm 2020 cũng chính xác. Thì bây giờ họ nghĩ rằng đây chỉ là một trong nhiều cuộc thăm dò được ghi nhận. Và trong các cuộc thăm dò chúng ta thấy cái khả năng mà Đảng Cộng Hòa chiếm Thượng viện đó, thưa quý vị. Riêng với 538 hôm nay họ nói 54/100.
mà Đảng Dân Chủ mất luôn. Như vậy đó, Đảng Dân Chủ phải mất luôn Pennsylvania, là mất luôn Georgia, là mất luôn Arizona, là ba tiểu bang quan trọng hiện nay mà đổ dồn. Và đó cũng là lý do mà trong mấy ngày qua chúng ta thấy là ông cựu Tổng thống Obama dồn nỗ lực, ông Biden đi khắp nơi hết tất cả để dồn nỗ lực ủng hộ. Chưa bao giờ có một cái cuộc vận động mạnh mẽ như thế của Đảng Dân Chủ, bởi vì họ đã nhìn thấy cái sự thất bại khá nặng khi mà mặc dù người ta nói là cứ 2 năm khi mà ông Tổng thống và một cái đảng chính mà nắm quyền á, thì dễ thay đổi lắm. Trong quá khứ Đảng Cộng Hòa cũng bị như vậy, thời ông Trump vân vân, thời ông Obama cũng bị luôn, cứ 2 năm họ thay đổi. Và mặc dù vậy đó, mặc dù chiếm đa số, nhưng mà ngược lại thì một cuộc thăm dò khác thì họ lại thấy đó, đa số người Mỹ, cử tri Mỹ hiện nay vừa Dân Chủ và Cộng Hòa đều không hài lòng với đảng của chính họ hiện nay. Và đều nói đảng đương nhiệm, hoặc là nếu mà đảng Cộng Hòa có lên á, theo cuộc thăm dò của Gallup á, thì họ cũng không hài lòng. Thì đây là cái chi tiết. 61% theo Viện Nghiên cứu Pew đưa ra, 61% không hài lòng với đảng Cộng Hòa, 57% không hài lòng với đảng Dân Chủ. Thì cái khoảng cách sai biệt giữa hai bên này nó bằng nhau luôn thưa quý vị, nếu mà nói đến sai biệt 3-4%. Và thưa quý vị, vào hôm thứ Tư đó, Tòa Bạch Ốc đã phải xóa bỏ một cái bài post do chính Tòa Bạch Ốc đăng lên Twitter sau khi mà bị người sử dụng đó, họ sử dụng cái tính năng bổ sung, nghĩa là giải thích thêm, dễ hiểu là giống như đăng nhưng mà không đúng sự thật, bị bóc mẻ là nhận vơ đó thưa quý vị. Thì chính xác là ngày 1 Tây đó, vào lúc 4:45, đây là cái trang Twitter của Tòa Bạch Ốc, bây giờ cái post nó không có còn nữa, quý vị không có thấy được đâu, đăng lên một cái post nội dung là phúc lợi an sinh xã hội cho người cao tuổi đã được gia tăng cái mức lớn nhất trong 10 năm qua nhờ sự lãnh đạo của ông Biden. Tuy nhiên, ngay dưới cái bài post đó thì quý vị nếu mà xài Twitter quý vị cũng biết là nó có một cái function nó gọi là context. Thì context này dễ hiểu là những cái người nào đó họ đọc được mà họ thấy là cần phải giải thích thêm vào những cái thông tin. Tuy nhiên phải được verify, là fact check là đúng và được nhiều người khác họ công nhận, thì cái phần context đó sẽ nổi lên và dính chùm với cái post của Tòa Bạch Ốc. Thì người dùng họ đã nói là cái chuyện này không liên quan gì đến cái sự lãnh đạo của ông Biden hết, mà nó gia tăng thực chất là xuất phát từ một đạo luật năm 1972 của Quốc hội. Đó là họ tính cái cost of living thưa quý vị. Và mức lạm phát đã tăng cao nhất 40 năm qua, cho nên cái tiền mà người cao tuổi họ nhận được đương nhiên là cao nhất trong vòng 10 năm qua. Thế là bị quê quá, Tòa Bạch Ốc phải xóa bỏ cái post này thưa quý vị. Và đó là các bản tin đáng chú ý mà chiều mời quý vị trở lại với chúng tôi vào trong trang nhà littlesaigontv.com. 5 giờ trở lại với các bản tin cập nhật trong ngày. Và nếu quý vị vào YouTube xin nhớ nhấn nút subscribe và nút like quý vị ạ. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.